mùng 1 khấn trời, mùng 10 thần tài đến, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, xóa tan vận hạn, vận đỏ ồ ạc kéo về, may mắn tha hồ tiền trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thân mến, Ất Sửu giờ không còn một mình để thỏa sức tang bồng nữa, mà trên vai có gánh, trên lưng có nặng, trong tâm có trách nhiệm, càng tụ thành mà chu toàn nhiều khi, nên ngần ngại không dám mạo hiểm, cũng là lẽ thường tình của nhân sinh. Chỉ mong Ất Sửu hiểu, nếu Ất Sửu không có cơ sở mà đi mạo hiểm, đấy mới là ngu dại. Nếu Ất Sửu có cơ sở, có niềm tin mà dám cược bản thân, để nỗ lực cho điều Ất Sửu tin tưởng, thì đó là sự quyết đoán. Đừng chọn những thứ Ất Sửu không hiểu, hay những điều chỉ dựa vào may mắn. Hãy cứ tin vào chính mình, làm việc thật chăm chỉ, học hỏi thật chuyên tâm, cần cù kỷ luật thật chuyên chú. Chỉ cần vậy Ất Sửu sẽ làm được điều mình muốn mà thôi. Thưa quý mệnh chủ Ất Sửu, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc, tài lộc, giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho mình đường tử vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng ngẫm lại về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu nhé. Người sinh năm 1985 Ất Sửu, mệnh kim, hải trung kim, vàng trong biển. Những người mệnh kim, sinh năm 1985 là những người bộc trực, ngay thẳng, thật thà, chịu khó, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm cao. Họ ít nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, thường phải tự thân xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Người sinh năm 1985 là những người thông minh, chính trực. Tuy nhiên do bản tính khá cẩn trọng nên họ thường để lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ còn cứng đầu, bảo thủ, không nhận lời khuyên từ người khác nên hay nhận lại nhiều thua lỗ nữa. Nữ Ất Sửu là những người nhanh nhạy, lanh lợi. Họ dễ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ có bản tính thanh cao, dễ hội nhập, đặc biệt với những người yếu vế hơn mình. Họ không thích những người hơn mình. Người tuổi Ất Sửu 1985 thuộc mệnh Hải Trung Kim. Họ là những người nhiệt huyết, tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Cuộc sống của họ khá bận rộn với nhiều công việc. Họ là người có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, nên không mấy xa lạ khi họ được lòng yêu mến và sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Thời tiền vận họ được sống đầy đủ sung sướng. Thời trung vận mọi việc trong cuộc sống đều yên ổn. Từ đường sự nghiệp đến gia đạo đều không có nhiều mối lo. Về hậu vận, họ được hưởng phúc lộc, an nhàn, sung sướng. Người tuổi Ất Sửu có thể gặp phải tai nạn bất ngờ vài lần ngoài ý muốn trong vận mệnh của mình. Tuy nhiên, những tai nạn này không đều quá nghiêm trọng, cần phải cẩn trọng trong giao du với những người khác giới. Nữ giới Ất Sửu không nên làm bạn với đàn ông đã có gia đình và ngược lại. Nam giới tuổi Ất Sửu cũng nên hạn chế tiếp xúc với phụ nữ đã lập gia đình. Điều này giúp họ tránh xa các rắc rối, trở thành người thứ ba trong đường tình duyên. Nếu bạn đã lập gia đình thì nên kết thúc hoặc giải quyết cho dứt khoát những mối nhân duyên bên lề, tránh việc kéo dài các mối quan hệ bên ngoài khi đã kết hôn, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Vợ chồng sống với nhau phải biết nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền. Người tuổi Ất Sửu thường kiếm tiền giỏi, tuy nhiên họ không giỏi trong việc giữ tiền. Họ không có chính sách hay kế hoạch chi tiêu cụ thể nên rất khó tiết kiệm, chắt chiu được tiền. Vì thế, lời khuyên cho tuổi này là chỉ nên dùng tiền vào những việc cần thiết, chỉ mua sắm những thứ thực sự cần và có giá trị sử dụng để giữ được tiền. Nữ Ất Sửu và nam Ất Sửu có cùng mệnh. Về cuộc đời thì nữ giới Ất Sửu khá tốt đẹp. Bắt đầu từ thời hậu vận, họ được hưởng sự an nhàn, phúc lộc và sung sướng trong thời hậu vận. Tuy nhiên, vào thời tiền vận và trung vận của quý, cô gặp khá nhiều vất vả, khó khăn. Thời trung vận thường công việc sự nghiệp không như mong đợi, hao tâm tổn trí nhiều. Người nữ Ất Sửu có đường gia đạo thời tiền vận không được bình ổn cho lắm, đến thời trung vận lại có thêm âu lo về gia đạo, mãi đến hậu vận gia đạo mới được yên ổn, được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sự nghiệp, công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình, nhưng nếu nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội, còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt ở mức trung bình. Vào tuổi 37 trở đi thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định, sang đến tuổi 43 thì họ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp, để phát triển sự nghiệp. Về đường tiền tài, người tuổi Ất Sửu tuy không phải người giàu nứt vách, nhưng họ cũng không phải dạng người túng thiếu, của cải thường đủ ăn,
đủ mặc, có của để dành, vấn đề tiền bạc không giàu có nhưng vẫn sẽ có dư giả. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thuộc mạng Kim, họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm, lúc vui lúc buồn, tâm trạng ít khi được thanh thản, hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm hao tổn tâm lực của họ. Đối với họ, dù có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần, điều họ cần là sự thanh thản trong tâm trí, đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa nhiều âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có cuộc sống tình cảm, hạnh phúc trọn vẹn nếu sinh vào đúng tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày, giờ, tháng sinh. Nếu ngày sinh và các tháng khác những tháng trên, thì cuộc sống hôn nhân rất bị gặp cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo của những người Ất Sửu thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức vây quanh, những sự kiện, sự kiên nhẫn của họ nên giờ mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên và hạnh phúc. Và sau đây là vận trình tổng quan trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng 6 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với tuổi Ất Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí, nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi tháng 6 tuổi Ất Sửu âm lịch dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Ất Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn cả, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Chi tiết phương diện cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng. Bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần, nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn. Tuổi Ất Sửu sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu, và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín, sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi cho cả hai bên. Ngoài ra trong tháng lại có sao Dịch Mã là động tinh thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ, mà lúc nào cũng tất bật, chạy đôn, chạy đáo, lo công chuyện. Bạn cũng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Bạn càng xông xáo, chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân, sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền, đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Dù làm gì, bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Công việc trong tháng khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn, với nhiều dự định, kế hoạch và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đùng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy,
năng lực của bạn cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Về mặt tài vận, vận trình tài lộc trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, duy trì ở mức ổn định. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định, tuy cũng có thêm nguồn thu phụ, nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thực sự khởi sắc. Tháng 6 âm lịch là tháng Kỷ Mùi, người tuổi Ất Sửu lâm cục diện Sửu Mùi tương hại. Thời gian này, tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm quan đế xuất hiện, chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Trong tháng, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Nhìn chung, với cách chi tiêu cân đối, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, bạn vẫn có đồng ra, đồng vào, không lo túng thiếu, có điều dịch mã khiến bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân, luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên, nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn, thì đừng ngần ngại, thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cần cù, cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu kha khá, dành cho nỗ lực trong tháng này của mình nhé. Về mặt tình cảm, xem về phương diện tình cảm cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Với người độc thân, tình yêu ví như cá nước chim trời, rất khó nắm bắt, cơ hội vẫn có, song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất khỏi tầm tay. Thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết thời gian, nên dù có người tiếp cận, bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người đã kết hôn, cần cẩn thận, đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Khi có sự xuất hiện của người thứ ba, những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi Ất Sửu lại vốn là người sống tình cảm, nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ. Những lúc thấy yếu lòng, bạn hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không? Về mặt sức khỏe, nhìn chung thể trạng của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 vào tháng 6 âm lịch này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Tháng này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, cũng có dấu hiệu sa sút, chủ yếu do phải di chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng xuất hiện nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân, như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao thì sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 7 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này tuổi Ất Sửu có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do thái tuế chiếu vận. Cuối tuần có khởi sắc tốt hơn, nhờ thái xương hỗ trợ, tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn, thời gian này bạn sẽ bị tiểu nhân cạnh tranh bệnh, ganh đua nhau từng chút một, đặc biệt là những người đang xuất ngoại. Ai đang làm việc, những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc, kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Người kinh doanh, buôn bán
có một tuần bận rộn nhưng bù lại thu về lợi nhuận không hề nhỏ. Nhưng lưu ý, khi hợp tác với người tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tránh phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh. Đầu tuần đề phòng mất của, các bạn nam nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ. Nữ thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai có ý định nhảy việc, tìm ngành nghề phù hợp hơn. Đừng rụt rè trong giao tiếp, hãy mạnh dạn thể hiện tài năng, bạn sẽ sớm khẳng định mình, tự tạo ra cơ hội làm giàu. Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp thiên diêu chiếu vận, tuổi này, số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo, nên hay được để ý. Người độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Sửu, Thìn. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng xanh. Con số phát tài, 67-22-97. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Sửu trong tuần có tin vui liên quan đến công việc, nhờ thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu chiếu vận, không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết, nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu e rằng khó tụ tài. Đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp, giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Tuần mới này có tà phù chiếu mệnh, nên Ất Sửu có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Người độc thân nhận được lời tỏ tình, các cặp đôi đang yêu bản tính chuyện trăm năm, nhưng chớ hấp tấp, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Nhìn chung, sức khỏe bản mệnh khả quan. Không có gì đáng lo ngoài chứng đau lưng, đau cột sống, do ngồi quá nhiều. Vận động thường xuyên sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó chịu trên. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Thân. Tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. Con số phát tài, 78-43-21. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu gặp nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo, đặc biệt những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê. Những khó khăn dường như biến động thành bất lực trong tuần này, công việc chăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại. Nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác. Đừng ngại ngần, càng bôn ba, bạn càng có tiền. Khi vận thế khởi sắc mạnh, bản mệnh có thể đầu tư một vài hạng mục yêu thích, xông xáo trong công việc hơn nữa, để gặt hái thành quả rực rỡ hơn nữa, bỏ công bao ngày nỗ lực phấn đấu. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, hài hòa, càng tạo điều kiện thuận lợi cho bản mệnh phát triển sự nghiệp. Với những người mới đi làm hoặc thay đổi vị trí làm việc, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận thử thách từ cấp trên. Hãy đón nhận nó như công việc hàng ngày mà bạn đang làm. Không cần phải căng thẳng làm gì mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc. Tuổi này chăm chỉ cày cuốc nữ không thua kém gì nam. Tiền bạc ra vất vả mà có được, nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình. Giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Chuyện tình cảm khá vượng. Nữ tuổi Ất Sửu có thái âm tương trợ, nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ, khiến cho bạn không thoải mái. Bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Dần. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số phát tài, 67-23-14. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Tuần mới,
tuổi Ất Sửu được cả Thái Dương và Dịch Mã Cát Tinh chiếu cố nên vô cùng may mắn, dù có vất vả nhưng bù lại có của ăn của để. Tuy nhiên đừng quá cao ngạo, đắc ý, bởi càng huênh hoang càng dễ gặp xui xẻo, công việc tiến triển nhanh, càng vất vả, bôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Ất Sửu cần nhớ rằng mọi nỗ lực sớm hay muộn đều sẽ thu về thành quả xứng đáng, bạn không hề vô dụng, tuổi này khá chịu khó làm ăn, một số bạn đang xa quê hoặc phải đi đây đi đó vì tính chất công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Trong tuần, rất có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, cuộc họp quan trọng nào đó. Đây là dịp tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo nền tảng vững chắc cho con đường tiến thân về công danh, sự nghiệp của mình. Vận quý nhân trong tuần khá vượng, những ai vừa mới lập nghiệp được trợ lực lớn về mặt tinh thần và vật chất, bản mệnh yên tâm vững bước trên con đường đã chọn, nỗ lực hết mình để tiến tới thành công. Vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần càng dồi dào, bản mệnh nên có niềm tin vào những bước đầu tư của mình. Đầu tuần sẽ xuất hiện một vài khó khăn, nhưng sẽ sớm ổn thôi. Tuy nhiên, con giáp này cần ghi nhớ rằng, phải động thì mới có tiền, đừng há miệng chờ sung. Chuyện tình cảm của Ất Sửu có nhiều biến động, nam mệnh có vận đào hoa khá vượng. Người có gia đình thì vợ chồng tình cảm được hâm nóng. Nam mệnh hay được vợ quan tâm, hội độc thân nên tỉnh táo trước những lời tán tỉnh, đừng quá ham vui mà bị lừa nhé. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, thìn, thân, tiểu nhân, ngọ, mão. Màu sắc may mắn, xanh lá, xanh dương. Con số phát tài, 68-45-98. Sau đây là phần luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Nếu biết được hai điều này, sẽ có được cuộc sống an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thứ nhất là biết đủ thì an lạc, bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ. Bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều, ngược lại nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở. Thà rằng cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ, chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu. Chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa, thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong. Không nên ỷ lại vào sức khỏe đang có, phước báu không nên hưởng hết, tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết. Nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh, mà là một quá trình thời gian lâu dài. Hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất, vượt qua sự lo lắng sầu muộn của thế gian và bằng lòng với những gì đang có hiện tại. Giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự. Thứ hai là hành thiện mỗi ngày. Phật giáo chủ trương hành trì giới luật, làm các việc thiện để tích gom phước đức, khai mở cánh cửa trí tuệ, dẫn đến quả vị là giác ngộ thành Phật. Nói cách khác, hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành Phật Pháp. Trong kinh, Đức Phật dạy không làm các việc ác, nên làm các việc lành, đó đích thực là chân lý. Người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức. Cho nên, người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này. Mặc dù điều đó cần phụ thuộc vào môi trường kinh tế của mỗi cá nhân, nhưng chiều sâu của mọi việc thiện không phải cân đo đong đếm bằng tiền, mà lấy chiều sâu của tâm từ làm tiêu chí. Tâm biểu hiện ra ngoài bằng hành động thiện đó là sự phát tâm. Phát tâm như thế nào? Sự phát tâm từ bi này cũng giống như tâm của Bồ Tát vậy. Tình yêu, sự tin tưởng và lòng biết ơn thực ra không cần theo đuổi hình thức, làm mà không nói, nhìn thấu từ những việc nhỏ nhặt, hòa tan vào bên trong mọi ý niệm, không vì cuộc sống tương lai, không vì hưởng thọ kết quả, chỉ vì một ý niệm cầu thiện, như vậy là đã có phước báu rồi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý,
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.